Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay mình với chú vợ mình ra bè câu tôm bạn ơi. Thấy cầu ra thấy huyền thoại chưa? Cao nhiều ngào chưa? Đang đợi chú Sáu với cô Sáu ở đó, đang bên đó đó cho ăn. Bơi xuồng ra rước. Bữa nay lục bình ít nè, nên bơi xuồng được. Bên đây có hai anh đang đặt 12 cửa ngục. Cái đăng ở đây nè, tôm với cá biết nhiều mà nói. Này bè thuộc về Tiền Giang mà, còn phía bên kia là cồn An Bình. Bên đó cũng có làng bè An Bình cũng lớn lắm, tôm cá mình cũng nhiều. Mình cũng anh bà con nghe nói cũng quen bên đó đó, bữa nào ảnh dẫn mình xuống qua bên đó câu tôm, bữa câu tôm với câu cá. Bên đó là bè An Bình bến rồi, còn xa xa trên kia cầu Mỹ Thuận. Có anh đó câu cá lên đựng cá dồ kìa, còn đó khoảng nửa ký à. Chưa xuống bè thấy này, đồng nghiệp mà câu dính cá dính tôm này là mê thiệt mà. Đó có chú Sáu điện thoại cũng bò chuồng cam rước rồi. Kéo tôm lên nãy giờ mới quay mình bạn, tưởng đâu quay rồi ai ngờ chưa bấm nút quay, mới để xuống hai cần lụm nè, không lạnh chưa. Tôm trắng bóc à, dù mánh này. Quá đã quá đã. Ồ, tôm chảy nước miếng thật chứ, mới để xuống hai cần, đang cần đang cần lụm mà. Chỗ nào có tôm á mình cần mình để xuống là tích tắc là nó quất liền à, chỗ nào không có bạn để 5-10 phút cũng không có đâu, không lạnh ha. Lên hàng lên hàng. Ủa hoặc đâu có câu thấy đã không? Ủa đó 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 đó. Lên mày. Còn lạnh. Trắng như vùng buổi vậy à. Nó có hai chồng đang đặt 12 cái ngục thôi. Quá đã. Con này bự rồi, quá đã được rồi. Bỏ xuống kiếm con được coi. Cá này hỏng ngốc ngốc rồi đã. Đến mày. Cách sáo gì không biết nữa. Con này cũng trọng à. Đó đó. Ủa uống như bộ được bình mới ghê chứ. Ngon lạnh. Quá đã quá đã. Hai con đây chưa để ra nữa, chưa kịp bỏ vô túi nữa. Ba ẻm à. Ngon lạnh chưa. Được được được. Cảm giác mà kéo mấy con tôm này dở lên bắt đầu nó gịt xuống, gịt xuống. Cảm giác khó diễn tả lắm. Các bạn nào mà chưa biết câu, câu lần hai lần là ghiền luôn. Lên 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 lên. Qua. Ôi. Xui dưới trời. Ôi bụi con chuồn luôn bạn ơi, dính lưới hay chằn rồi. Ôi sảy con tôm ủ quá. Táo đầu chứ. Mấy con tôm sảy là lúc nào con tôm bự thôi. Thiệt tình. Lên mày ơi. Về có món chỗ thu làm nữa rồi. Con này cũng trọng à. Cũng được được. Trắng bốc. Trắng như bùng bưởi. Ồ, lời được cũng mồi hên quá. Bên kia có đồng nghiệp cũng đang câu tôm nữa các bạn. Đó.
con này trọng ạ. Ôi rồi dính lưới nó gì rồi. Ôi trời ơi, nó buồn như con chuồn chứ. Kéo gịch vô bè vô lưới luôn rồi. Hên có ra không? Đáo đầu. Rồi luôn, xong luôn. Đừng có xảy gì, con mới dính là tức lắm à. Lên mày, đó. Trọng ha. Ô tôm. Nhìn thấy thèm. Có ghe thức ăn tới. Ủa, mấy đồng nghiệp đây. Thức ăn. Vô vô. Câu quặc quặc thì đã. Chưa có càng xanh nào hết. Kiếm càng xanh ra chưa thấy. Tôm anh ơi. Mấy anh cho ăn thức ăn. Tưởng đâu hốt được càng xanh chứ. Phải xuống kiếm càng xanh mới được. Thấy chú nó lớn tuổi mà vác hai bao đi cái bè khó khăn vậy mà. Thấy tội ra. Chú nó lớn tuổi lắm mà. Ủa, kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ đâu mà. Cái nào cũng vậy, cực khổ. Trời nắng chang chang vác hai cái bao đi cái bè có thanh sắt. Mỗi bao này hình như 20 hay 25 kg vậy. Mỗi lần vác ra hai bao. Bên đó cũng có đồng nghiệp đang câu tôm ở trong cái chòi đó. Ngoài đó có đồng nghiệp nào nãy giờ thả cá mè mình nãy giờ mình không thấy dính nhiều chứ. Dính con hai con lê gai. Chỗ này cá mè với cá rảnh dữ lắm. Nó nằm ở khúc dưới kia kìa. Cái bè bên đó đó, bữa nào mình rảnh là mình ra đó mình câu cá mè rảnh cho bạn thấy. Kinh khủng lắm. Mấy đồng nghiệp bên đó là câu ngày nào cũng 7-8 kg vậy mà. Bữa đó cũng bè quen á, mình qua mình câu được á. Bữa nào mình rảnh mình qua đó mình câu một bữa. Tại bên đó người ta cho ăn thức ăn các bạn, nuôi cá lưỡi họng không à. Bởi vì cá rảnh rồi bên đó nhiều lắm. Nước giờ chuẩn bị lớn, cá mè cá tôm nó ăn mạnh đó không? Này có hai chồng đang chạy tôm nè bạn. Vô. Kéo lên càng xanh chập bá lửa rồi. Chỗ này tôm nhiều lắm. Chạy đầu kéo lên tôm cái rảnh cho bạn xem này nha. Chắc quá à. Ủa càng xanh vậy không? Đó biết ngay à. Em mới không hên ghê không? Em mới nói là chài quát dính càng xanh liền không? Đó bạn thấy kim càng xanh đã không ạ? Đó đúng là kinh nghiệm dữ dằn chứ. Xanh lè xanh lét luôn à, cái này đúng xanh nước biển luôn đó. Anh chạy đến càng xanh thì mình phải lên càng xanh mới được chứ. Đó 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 đó. Những cái đầu câu quạt quạt đá không? Đó. Lên mày. Cái này xanh không nổi vậy. Xanh này 30% mà. Rồi là cục mồi.
Kiếm càng xanh nước biển chưa thấy gì hết ta. Kéo mấy con càng xanh nước biển nó kéo cho nó đã. Này mới lên còn lên nữa. Con này cũng trọng à. Đó 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 đó. Xanh 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 ít ra phải vậy chứ, xanh này 70%. Rồi rồi con gì này ngon rồi. Ủa nó kẹp không? Cái đời nổi không, con này càng đóng công chứ. Lum la chưa. Kiếm còn cạn 100% mày. Lại được mồi. Lại xuống. Kiếm còn cạn nước biển à. Càng mới lên xanh rồi. Chưa xong rồi lên nữa nè. Cái cần này nữa. Đó đó đó. Đó đó. Mày, con này cũng đỡ rồi nha. Không nhỏ không bự. Đó. Ủa cái cần huyền thoại của mình. Lên hai ẻm mà to to. Ôi cắn một bấy sấy chứ. Tận dụng lại. À, thả xuống kiếm còn nó cài. Mấy chỗ này nó có tôm nó ăn liên tục nó ham không? Cái cần kế bên hông bên tay phải mình là vậy mà nó không ăn, nó ăn quất cần này không. Lên 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 đó. Công nhận cái cần này cần huyền thoại chứ. Dạ nãy giờ dính cần này không à, ngon lành cành đào. Chọc 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 đó chú Út mình đang ngồi câu. Mới chơi cần này hãy giờ không dính, giờ dính nè bạn. Tao chưa kịp bỏ vô. Đó đó. Trời ơi lẹ cục chì luôn. Vô hai ẻm. Trời ơi quất hết mồi à. Hai ẻm. Là tiếp là tiếp. Còn đó con này trọng mà. Cái gảnh nhỏ xíu rồi mà có tôm không? Đó đó. Lên mày. Tôm này về không biết thu luộc nước dừa hay là nướng này không biết. Ấy. Thấy ngon lành chưa? Cái này mình chịu khó mình đi câu một xíu là mình có tôm ăn liền mà. Cái tôm này mình câu về mình ăn chứ mình nếu mình bỏ tiền đi mua cũng hơi mệt à. Mày hả lị đó đó. Con này cũng trọng trọng à. Lên mày đó, đã chưa đã chưa. Quá đã quá đã. Con này xanh lè rồi. Cũng chưa gọi là khủng lắm.
này xanh 80% à. Trời, không có kịp nha. Trời, kịp mày, kịp mày. Ui, tôm này để nướng nè, chén muối ớt, nặng miếng chanh vô ha. Trời, thứ gì chịu nổi. Được, được, được. Kiếm một con nữa coi. Nhìn tôm xong, con nhìn con nó đã mà. Thịt tôm này thịt chắc nghịch. Này bự à, con này chưa kịp bỏ vô nữa nè. Đó, 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 đó. Lên nấy bún dữ ha. Chọc 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 vô cuối cùng mồi mình bấy xí tà le me hết trơn. Còn lại chơi tiếp kiếm mẻm nữa. Lên lên lên. Câu kiếm vài con nữa là về bạn ơi. Bữa nay về sớm à. Hôm lên đạt chân câu đâu mà tới sáng 5 giờ mấy mới về. Về cho mày vô nội luôn. Đó là chú Sáu nuôi cá tre chép mà nào nó bành bành không 2 ký mấy hết rồi, chưa bán nữa. Con này chưa thấy rồi mà. Lên thêm con nữa nè. Ồ, ồ, con được đỡ nha, đỡ rồi nha. Có đó đó. Ngon lành. Ít rau phải vậy chứ. Rồi ngẻm. Tên 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 tên. Đừng có sảy ủ nữa mà. Thiệt sảy rồi. Thiệt mình. U cuối cùng mồi mình tê la xe luôn. Đúng là đáo đầu chứ. Tầm chú sao cũng chết với mình. Hai con mồi mới là lụm nó liền. Bây giờ mình về các bạn ơi. Giờ mới 12 giờ trưa. Tại tối đó đi dân câu à. Rồi sáng về 5 giờ sáng mới về tới nhà. Rồi đăng quy déo thu xong bắt đầu chạy xuống câu tôm luôn. Tối giờ chưa ngủ được tiếng nào hết. Mắt mở hết lên nè. Tranh thủ về các bạn. Với lại chú Út mình cũng có một chuyện á, về nhà nữa. Nên thôi hai chú cháu về. Cái này là của mình. Nói chung bữa nay cũng ngon ha. Để cái điện thoại về nhà rồi mình quay thành quả cho bạn xem. Cái này mà nếu mình chờ câu tới chiều là nhiều lắm à. Ai về tới nhà các bạn ơi. Để Út Thu đổ tôm ra. Món kia nó cho được chơi hả? Như đây cũng là món vô tư đó nha, đó. Ủa, nó muốn bọc bọc không? Thì sao mà muốn bọc bọc? Con tôm này sống dài chứ. Mấy con đằng kia cộng lực nó đang chơi kìa. Chủ đời nói không? Dành chơi. Đụng con xanh nè, thấy không? Rồi, mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.